Các bác nhớ hôm nay cửa hàng 300 nên clip giới thiệu các bác lô 5K máy cưa xích Nhật bãi nhé. Lô này em sẽ lô chữ K, sẽ gồm có máy Hupana này, Sideoa này, ZUB này, Hitachi này và máy Makita nhé. Số điện thoại cửa hàng là 0976123320. Bác nào xem clip thì vui lòng cho em xin nút like các bác nhé, nút đăng ký kênh và chuông thông báo. Sản phẩm khi các bác mua cưa xích nhé sẽ gồm có 3 món là rũa tiếp và tô vít theo kèm như mọi clip trước các bác nhé. Rồi, em xin phép giới thiệu chi tiết luôn. Cái lô này là lô chữ K các bác nhé. Đó. Thì đầu tiên con K1 ngày hôm nay, K1 ngày hôm nay em giới thiệu các bác con máy đến từ thương hiệu của Makita này các bác đây. Một con máy Makita rất là đẹp các bác nhé. Con này mã của nó là MDE335. Máy được trộm công suất là 33cc, 35cc, nòng 38 ly. Đấy, trọng lượng máy là 5kg nhé. Con này thì máy có bơm xăng phụ trước hết nhé các bác nhé. Được trang bị lam mặt cắt của nó là 35, lam 40, xích trung 91 nhá. Xích lên xích mới cho các bác này. Đấy. Con này thì các bác cắt gia đình, cắt tầm trung hay là cắt cây đứng thì rất là ngon. Cắt banh gỗ tầm 40 thoải mái các bác nhá. Tầm thoải mái các bác nhá. Máy đẹp keng các bác này. Giá của nó là 1 triệu 6 bao ship nhá, K1. Đấy. Con này thì cắt thì ngon bổ rẻ luôn. Chạy bao VIP cho các bác. Rồi test nổ K1 cho các bác nhá. Máy nòng đứng cho nên chạy rất bốc luôn. Ok, quá VIP luôn nhá, chạy rất là lực. Giá 1,6 triệu bao ship. Ngon bổ rẻ luôn. Tiếp theo này, K2 này. K2 em có con cưa tay dài nhá. Hàng này hàng Singu. Đấy, một con Singu tay dài. Hàng Singu thì chạy VIP khỏi bàn rồi. Đặc biệt đối với các bác miền Tây thì rất là thích cái dòng này nhá. Máy được trang bị chụp giật là trợ lực đây. Con này 30cc, nòng 36 ly. Trọng lượng máy là 4,5kg. Ưu điểm của dòng này thì nó giật giật rất là nhạy nổ. Đấy, được trang bị hai ốc lam luôn nhá. Lam 30, xích là xài xích mini lam 35, mặt cắt là 30 nhá các bác nhá. Con này thì cắt gia đình, cắt tỉa cành, tỉa nhánh thì rất là lợi xăng luôn. Dòng máy mini mà. Đấy, cầm đi cầm lại di chuyển rất là dễ dàng. Đấy. Con này giá của nó 1,9 triệu nhá, K2. Giá 1,9 triệu bao ship, K2. Rồi test nổi từ máy K2 luôn cho các bác nhá. Một con tay dài. Đấy, các bác nào mà xài dòng mini tay dài họ biết nhá, thì các bác có thể tham khảo con này này. Test nổ này. Giá 1,9 triệu bao ship. Đó, một con tay dài. Tiếp theo này, con K3 này. K3 ngày hôm nay thì em có con ZUB. Con này ZUB hàng Hupana sản xuất các bác nhé. Con này mã của nó ESK3835. Được trang bị công suất là 38cc, nòng 40 ly. Đối với cái dòng này thì các bác đi hạ cây đứng cắt tầm trung ok nhá. Được trang bị chụp giật là trợ lực này. Đấy, con này trợ lực lớn luôn nhá, giật rất là nhẹ nhàng. Máy thì được trang bị lam mặt cắt là 35. Đấy, làm 40, mặt cắt còn 35, xích trung 91, trọng lượng máy là 5,5kg nhé. Máy thì thắng xích thắng xiếc, bơm xăng phụ đủ hết nhé. Nói chung cái dòng này nó là full chức năng rồi. Đấy, một con nòng đứng, con này giá cực kỳ là mềm luôn. Chạy thì rất lợi xăng nhá, và rất là bền luôn. Con này giá 2,2 triệu bao ship nhá. Còn K3 giá 2,2 triệu bao ship này. Rồi test nổ K3 cho các bác này. Rất được luôn.
ok, con này thì quên không châm xăng nha các bác nhá. Đó. Rồi, con này giá 2,2 triệu bao ship nhá. Giá cực kỳ là mềm. Cắt vành gỗ 40, 45 thoải mái luôn. Tiếp theo này, K4 này. K4 ngày hôm nay thì em có con máy này. Con máy CDOA VIP này, có CDOA 380 nhá. Cắt khai thác tầm trung, chạy CDOA thì các bác yên tâm. Chạy CDOA thì chất lượng rất là cao. Máy được trang bị 5 mặt cắt là 35, là 40, làm là tinh. Xích là sản xích mini. Trọng lượng máy con này là đi 5,3 kg nhá. Máy này có xả áp luôn các bác này, cực kỳ chất lượng nhá, có xả áp đời 380. Shidawa là thương hiệu mà máy cưa Nhật hàng đầu Nhật Bản rồi. Chạy siêu loại xăng, siêu bền luôn. Đấy, có Shidawa 380 nhá. Các bác nào đi khai thác tầm trung muốn xài cái hệ máy cưa VIP nhá. Đấy, thì các bác có thể tham khảo con này chạy bao VIP cho các bác luôn. Cực kỳ chất lượng, Shidawa chạy khỏi bàn rồi. Rồi, em test nổ luôn K4 cho các bác, con này giá 2,9 triệu bao ship nhá. Rồi, con này giá 2,9 triệu bao ship nhá. Chạy siêu à thì quá lực rồi. Tiếp theo này, con K5 này. K5 em có một con cưa Thụy Điển nhá, con khai thác chuyên nghiệp cho các bác luôn. Con này thì là dòng đến từ Husqvarna, thương hiệu Thụy Điển. Con này được trang bị công suất là 46cc Husqvarna 246 đời XP nhá. Đời chạy siêu VIP rồi. Đấy, trọng lượng máy con này đi 6 kg. Được trang bị công suất là 46cc, nòng 44 ly, con này 44 ly các bác nhá. Đấy, rất là mạnh luôn, các bác đi khai thác chuyên nghiệp luôn. Lam được trang bị lam mặt cắt là 40, lam 45 xích là xài xích đại nhá, nhông đồng tiền luôn. Đấy, con này thì thích hợp cho các bác đi khai thác chuyên nghiệp. Chuyên đi hạ cây đứng hay các bác đi xẻ nhá. Cắt xoan này, cắt mít, cắt kèo, cái nói chung là thoải mái luôn. Đây là thuộc hệ khai thác rồi. Cho nên là các bác đi cắt thì phải nghĩ luôn, và đặc biệt thì cái dòng hu anh em biết rồi nhá. Chất lượng phải bàn luôn, chất lượng phải bàn luôn. Máy chụt giật là trọng lực này, rất là đẹp nhá. Đấy, Husqvarna 246, xích đại nhá, xích chân 72 luôn, cho các bác đi khai thác chuyên nghiệp nhá. Đó, con này trọng lượng 6 kg, có xả áp, cốt kia còn hợp kim luôn, rất là chắc chắn luôn, siêu VIP luôn. Con này các bác đi hạ cây đứng, đi xẻ gỗ phải bàn luôn. Rồi, con K5 này giá là 3,8 triệu nhá, bao phí ship này, con K5. Rồi, test nổ K5 cuối cùng ngày hôm nay cho các bác nhá. Ok, con này giá 3,8 triệu nhá, hàng bao VIP cho các bác nhá. Đó, thì bác nào quan tâm sản phẩm nhá, mình liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cửa hàng 0976 12 330. Xin phép kết thúc clip tại đây. Chào tất cả mọi người.